Trend đi chợ 5.000, 10.000 từng khiến giới trẻ chóng mặt, hoa mắt. Bên cạnh đó là thích thú với những content từ TikToker đu trend này trên TikTok vào thời điểm năm 2022. Bà nội chợ Phương Nguyễn là một trong số đó, mệnh danh Kibo nhất Việt Nam. Thời gian gần đây, chủ đề chi tiêu tiết kiệm được quan tâm trở lại khi giá thực phẩm ngày càng tăng cao, lương thì đứng im. Những bà nội trợ kéo nhau lên top top khoe thủ thuật chi tiêu thần sầu nhận về hàng triệu lượt xem, trăm nghìn comment hỏi han xin học theo bí quyết để tiết kiệm. Nhưng để nói về tiết kiệm đến mức gây tranh cãi thì không thể không nhắc đến bà nội trợ Kibo nhất Việt Nam, Phương Nguyễn. Cô này từng có những mâm cơm với cái giá gây chấn động và khiến netizen bàn tán suốt một thời gian dài. Ắt hẳn bạn đã từng nghe qua những mâm cơm 5K, 8K, một cái giá khó tin nhưng Phương Nguyễn nấu được, còn bao ngon, bao bổ, đầy đủ chất, theo như lời chị quảng cáo. Vào tháng 7 năm 2022, Phương Nguyễn và series mâm cơm tiết kiệm đến siêu thực của mình nổi lên như một hiện tượng trên TikTok. Không chỉ nấu ăn, cô còn quay cảnh đi chợ mua đồ ăn để chứng minh mình không dựng chuyện. Nổi tiếng nhất là cảnh Phương Nguyễn mua miếng thịt lợn 5K. Cô giải thích, mình mua ít thì người bán có thể lấy những miếng thịt nhỏ nhỏ dư ra rồi bán được. Cảnh đi chợ 5K này nổi đến độ sau đó rất nhiều tài khoản TikTok đã mượn âm thanh diễn lại cảnh đi chợ mua đồ với giá 5K và hóng phản ứng của người bán hàng. Sau đó trào lưu này bị lên án vì làm phiền người khác, chẳng ai có thể bán thịt với giá 5K. Dù khẳng định mình không hề dàn dựng cảnh nấu ăn siêu rẻ để câu like, song Phương Nguyễn cũng đối mặt với nhiều chỉ trích. Một số người cho rằng nếu cô cho con ăn những bữa ăn sơ sài như thế, các bé sẽ thiếu chất. Nấu ăn như thế này là keo kiệt chứ không phải tiết kiệm. Sau 2 năm, content của Phương Nguyễn dần bị thay thế bằng những nội dung khác, song dù kênh nấu ăn siêu rẻ đã hạ nhiệt, bà nội trợ keo kiệt nhất Việt Nam vẫn thường xuyên cho ra các series nấu ăn với cái giá giật mình. Gần đây nhất là bữa cơm 8K 5 người ăn ngon nhức nách hay bữa cơm 14K đầy đủ thịt và rau, chiêu đãi mẹ chồng hẳn một con cá. Lượt xem mỗi clip của Phương Nguyễn đã sụt giảm hơn trước rất nhiều, song cũng sương sương được 100.000 view clip, có cái đạt hẳn 1,3 triệu view. Nhìn chung, mọi người đã thuộc lòng content của chủ kênh song vẫn tò mò về cách mà cô tạo ra những bữa ăn siêu rẻ. Phương Nguyễn cũng không ngại đáp trả những comment cho rằng cô cho con ăn những bữa ăn như thế là không yêu thương bọn trẻ, không biết cách làm mẹ. Đừng ai dạy em cách làm mẹ, đã là cha mẹ thì ai cũng yêu thương con mình. Nhưng yêu thương con cái không có nghĩa là lúc nào cũng bao bọc, nâng niu hay lúc nào cũng cho bé ăn những bữa ăn thật ngon thì mới là yêu thương. Thay vào đó, hãy dạy bé cách trải nghiệm mọi thứ từ những bữa ăn đơn giản hay những bữa không có gì ăn để biết đồng cảm với những người nghèo khổ. Quá nhiều gia đình đã quen với cách ăn uống cho con theo kiểu nuông chiều, cho chúng làm theo ý thích thay vì dạy chúng thích nghi với những điều kiện sống khác nhau. Lâu dần trẻ sẽ hình thành thói quen kén chọn và bỏ đi thức ăn không đúng ý của mình. Làm như vậy trẻ sẽ không bao giờ hiểu được giá trị của miếng ăn, Phương Nguyễn trong lần đối đầu với anti-fan gần đây. Trước đó vào năm 2022, trend đi chợ 5K được khởi xướng bởi một chàng trai trẻ. Cụ thể, chàng trai đi vào từng hàng thịt và hỏi mua 5K thịt. Cô bán hàng đầu tiên và thứ hai đều tỏ ra rất khó chịu, thậm chí những người bán hàng xung quanh cũng lớn tiếng bày tỏ sự bực bội với chàng trai. Đến hàng thứ ba, cô bán hàng có vẻ rất dễ tính đã chấp nhận bán nhưng cũng không tránh khỏi cằn nhằn khi mua có 5K thịt còn đòi lấy túi đựng. Clip nhanh chóng viral và trở thành trào lưu.